Sau khi Jack lên tiếng ám chỉ Virus ké phêm lợi dụng tên tuổi của mình, nam streamer đã ngay lập tức đáp trả với những lời lẽ sắc bén, lăm le bóc trần nhiều sự thật ít ai biết về nam ca sĩ tai tiếng. Tối ngày 7 tháng 3, Virus đăng video reaction ca khúc Thiên Lý Ơi của Jack. Trong video, Virus cho biết rất sốc khi nhận ra bản beat của Thiên Lý Ơi dường như được tham khảo từ bản demo do anh và Jack hợp tác sản xuất từ cách đây vài năm. Theo Virus, hiện tại họ không còn hợp tác nên việc Jack vẫn tham khảo bản demo nói trên mà không xin phép khiến anh bất ngờ. Không ổn rồi mọi người ơi, tôi bị sốc, Virus thốt lên trong quá trình reaction. Virus bật một bản demo Thiên Lý Ơi có sự tham gia sản xuất của anh, đồng thời nói, trước khi có bản full như hiện giờ, tôi và Jack thực hiện bản demo. Bản demo này do tôi và học trò của tôi thực hiện. Ở bài viết của Virus, Jack phủ nhận thông tin sử dụng bản demo của đàn anh. Anh phản hồi, beat trên mạng cũng có chứ đâu phải mới đây. Demo được làm từ 3 đến 4 năm rồi, anh nói như thể anh làm beat vậy. Ngoài ra, trên trang cá nhân, Jack cũng đăng bài viết thể hiện sự bức xúc, chê rượu đắng nhưng vẫn nốc cho đầy họng mỗi lần anh ra cái gì đó. Lâu nay cứ im lặng cho hết bên này đến bên khác thêu dệt múa máy giết quen cái tật láo nháo, đứng trước mặt anh mà múa. Câu view làm cái gì mấy đồng tiền lẻ có bao nhiêu đâu ham dữ vậy, Jack viết trên trang cá nhân. Bài viết này của Jack ngay sau đó nhận được nhiều bình luận trái chiều trên mạng xã hội. Vì sở dĩ, nam ca sĩ này vốn đã mất một lượng khán giả yêu thích vì scandal tình ái, không những thế còn được tặng thêm lượng anti khủng. Không những đăng dòng trạng thái dài mà Jack còn liên tiếp cập nhật những bình luận với thái độ mỉa mai. Trong một bình luận dài, nam ca sĩ còn phản pháo chuyện bài hát của mình bị ai đó react sai để câu view trên nền tảng YouTube. Sau những phản pháo của Jack, Virus cũng chính thức lên tiếng. Cụ thể anh đã có buổi livestream trên trang cá nhân và không ngại thẳng thắn về ồn ào. Theo đó, nam streamer nói thẳng Jack không phải là producer vì các sáng tác của Jack mang tính cảm quan, bạn ấy không biết nhạc, thậm chí nốt nhạc còn không biết. Bạn ấy chỉ la la vào điện thoại và cứ vậy đánh ra thôi, thế nên không thể gọi bạn ấy là producer được. Nếu tớ càng đôi co với bạn Jack thì bạn ấy mới là người bất lợi. Bạn là ca sĩ lớn rồi, tự nhiên viết status và comment như thế làm cái gì, mình có gì người trong ngành người ta biết. Trong lúc bạn ấy tệ nhất, tớ ở bên bạn ấy cho nên có rất nhiều chuyện đặc biệt mà tớ không muốn nói. Tớ làm Rickson Thiên Lý Ơi vì các bạn đom đóm, tên FC của Jack, yêu cầu Rickson đó tớ cũng không lấy một đồng nào. Nếu các bạn đom đóm thông minh thì không nên làm lớn chuyện này với tớ đâu vì tớ biết nhiều chuyện đặc biệt mà các bạn không biết. Nổi tiếng với vai trò là một streamer đình đám, thế nhưng Virus còn được biết đến là một trong những streamer có profile trình độ học vấn không phải dạng vừa của làng streamer Việt. Lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, có mẹ dạy nhạc cụ dân tộc ở nhạc viện, bố dạy guitar tại nhạc viện ở Berlin. Anh ruột chơi trống và cậu ruột đánh guitar bass, vì thế không hề lạ khi Virus có những hiểu biết nhất định về âm nhạc. Vào năm lớp 9, Virus có cơ hội được ông cho tham gia một cuộc thi piano và đã may mắn giành được học bổng du học 100%. Nhiều năm liền, Virus chưa bao giờ rời khỏi top những học viên xuất sắc nhất suốt 7 năm theo học tại nhạc viện. Sau khi hoàn thành khóa học tại nhạc viện Seoul, Virus còn chăm chỉ học hát, học nhảy, học mọi thứ trong môi trường của một công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Minh chứng cho kiến thức âm nhạc của Virus là những giải thưởng danh giá mà anh đã đạt được như giành học bổng khóa học piano tại Singapore năm lớp 10, giành học bổng 6 tháng tại Hàn Quốc và đã tốt nghiệp khóa đào tạo âm nhạc do công ty giải trí SM Thao thực hiện năm lớp 12.